Kính chào quý vị đến với bản tin đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Today. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 6 tháng 7 2023, và đề tài chúng tôi trình bày là liên quan tới cái cuốn sách đang rất được dư luận quốc tế và nhất là đối với những cái người Việt Nam thì họ rất là quan tâm. Đó là cuốn Kissinger Betrayal: How America Lost the Vietnam War của tác giả là Stephen Young. Thưa quý vị, là chúng tôi đã tham dự cái buổi nói chuyện của tác giả vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 7 do cơ quan IRCC của cựu đại tá Vũ Văn Lộc tổ chức ở trên quần hạt Santa Clara. Và do vậy, do cái thời gian nó có hạn, trong cái buổi ra mắt sách này đó với giới thiệu tác giả thì là dành đa số thời gian để cho tác giả trình bày. Trong đó là có những cái phần giới thiệu mà chúng tôi phải lược qua, rồi của thẩm phán Phan Quang Tề đọc sách giới thiệu về cuốn sách này, và rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà chúng tôi cũng phải chịu lược là vì cái thời gian chúng tôi trình bày có hạn. Và do vậy, cái phần trình bày của chúng tôi tóm lược là như thế này: là thứ nhất là một vài nét về tác giả và lý do tại sao cuốn sách này ra đời, và thứ hai là đi sâu vào cái nội dung của cuốn sách do chính tác giả trình bày, và thứ ba là phần tác giả trả lời một số câu hỏi của những cái người tham dự cũng như các cái khán thính giả hay là những cái độc giả ở ngoài họ gửi vào. Thì đặc trưng nhất là phần nội dung này thì chúng tôi xin nhận mình là chúng tôi xin đọc một phần mà lược lại tác giả nói là tại sao có cái cuốn sách này. Tại sao có cuốn sách này? Tác giả nói là có hai cái lý do. Thứ nhất là ông phải vạch trần cái âm mưu của ông Kissinger, và ông đổ lỗi, toàn bộ lỗi là của ông Kissinger chứ không phải của các cái vị tổng thống Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là ông muốn là tác giả muốn là người Mỹ phải đọc cái chương 1 và chương 2 để hiểu rõ hơn người Việt Nam. Và vì sao mà tác giả nói là vì sao mà chính người phương Tây là không hiểu rõ người Việt rồi ghét người Việt, và cũng chính tại sao người Mỹ là không ủng hộ Việt Nam, không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và muốn bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Đó là do là ảnh hưởng của người Pháp, của những cái tác giả Pháp viết những cái sách liên quan tới Việt Nam, và các trí thức người Mỹ họ đọc vào đó và họ tin tưởng là người Pháp viết đúng. Nhưng mà thật sự rằng là như ông tác giả Stephen Young ông nói rằng là hầu như tất cả các cái phóng viên người Mỹ 99% không biết tiếng Việt khi qua hành nghề ở tại Việt Nam, không có bàn người Việt, không có hiểu rõ văn hóa 4.000 năm văn hiến của Việt Nam. Do vậy là những cái tường trình của họ chỉ căn cứ vào những sách vở của người Pháp, do vậy đã bị sai lạc. Và ông nhấn mạnh như thế này là nếu người Mỹ đọc chương 1 và chương 2 cuốn sách này đó thì họ thấy ra rõ ràng là họ đã bị lừa, và phong trào phản chiến vào thập niên 1970 là hoàn toàn là nói láo. Đó là cái kết luận của ông Stephen Young. Thì thưa quý vị, là cái tác giả này là ai? Thưa quý vị, Stephen Young là một viên chức ngoại giao cao cấp đã từng phục vụ với tư cách là cố vấn dân sự vụ ở tại miền Nam Việt Nam trong thời gian 1968 đến 1971. Ông đã học tiếng Việt ở tại Bộ Ngoại giao, và sau khi làm việc ở tại Việt Nam thì sau này ông ta có một người vợ Việt, và cái công trình này là công trình nghiên cứu cả 40 năm của ông Stephen Young để mà ra mắt với quý đặc giả. Tức như là những cái nền tảng. Và thứ nhất nữa là thưa quý vị, là ông tác giả là người tốt nghiệp Đại học Luật ở Harvard và đã từng là giảng viên luật khoa trưởng của Đại học Luật khoa. Do vậy những cái gì mà tác giả nói rằng là hoàn toàn là có thể là chúng ta có thể là tin cậy. Và thưa quý vị, rằng cuốn sách đang được bán rất là chạy, thì chúng tôi xin vào ngay cái nội dung của cái phần trình bày hôm nay. Thưa quý vị, trước hết là mời quý vị xem cái phần mà ông tác giả ông sẽ nói bằng tiếng Việt và được toàn bộ hội trường người ta hoan nghênh. Trước hết tôi xin cảm ơn quý vị cho tôi tiếp thời gian mà buổi sáng này đến đây để nghe tôi nói vài lời. Trước hết đó, thưa quý vị, mới nghe như vậy chúng ta biết là cái trình độ tiếng Việt không những chỉ có nói mà thưa quý vị rằng viết cũng rất là giỏi. Thì thưa quý vị, đây là cái phần trình bày của ông Giang.
chương 1 và chương 2 giải thích người Việt Nam là ai, tinh thần dân tộc người Việt là như thế nào, và trong chương thứ 2 là tại sao người Tây Phương không có hiểu người Việt. Thế đó là cái trách nhiệm của người Pháp. Thành ra vì cái phong trào phản chiến Mỹ ở đây chống cái nỗ lực của người miền Nam á, thì phong trào đó ở đây bắt đầu năm 65 đến năm 72 trở thành một cái phong trào rất là mạnh ở trong cái cuộc sống của người Mỹ. Khi lắp trưởng bây giờ cái người gọi là trí thức, họ có cái chữ là narrative, câu chuyện, cái chuyện nói, the narrative. Narrative có thể đúng sự thật mà cũng có thể trái sự thật. Cái narrative của cái phong trào phản chiến hồi đó là cái gì? Là gồm 3-4 điểm thôi. Một điểm quan trọng là Hồ Chí Minh là người anh hùng dân tộc, là người nationalist. Điểm thứ hai là người miền Nam chống cộng sản vì những cái lý do không có xứng đáng. Cái người không cộng sản ở trong miền Nam đại điện chủ này, các cái nhà giàu ở Sài Gòn, người Công giáo, người muốn lợi dụng người Mỹ, và mấy ông tướng chỉ muốn làm lớn thôi, tức là không có lý do xứng đáng để cho người Mỹ hy sinh cho miền Nam Việt Nam. Khi phong trào phản chiến không có biết cái tinh thần dân tộc, cái nationalism của người Việt, mà bố tôi đã biết, mà ký vào cái thơ của Eisenhower. Thành ra cái phong trào phản chiến nói là người Mỹ hy sinh tiền, hy sinh thanh niên á, vô lý, không có chính nghĩa. Cái narrative đó, cái sự kinh nghiệm đó ở đâu mà ra? Người Pháp. Anh nói trong cái trường thứ hai, tôi xin giải thích cho thứ nhất là dân tôi á, thứ hai là người Việt Nam, để họ có thể hiểu tại sao nhiều người Mỹ không có ủng hộ, tại sao nhiều người Mỹ muốn bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Tại vì họ không có hiểu sự thật, không có người, mấy người lãnh đạo phong trào phản chiến, cũng như là 99% người ký giả Mỹ đi Việt Nam á, không có biết tiếng Việt, không có bạn Việt Nam, không có biết 4.000 năm văn hiến của người Việt. Họ chỉ nghe những cái gì của người Pháp, của mấy người Pháp thôi, Jean Saint-Denis, Paul Mius, Philippe de Villiers, Jean Lacouture. Họ viết mấy cái cuốn, và người trí thức Mỹ họ đọc cái đó, họ nói là ồ, cái này là cái sự thật. Việt Nam, một là Hồ Chí Minh là người nationalist, thứ hai là cái Việt Minh Mặt trận Giải phóng là một cái phong trào phát triển của dân nghèo chống lại nhà giàu, nhà mái bản, tư bản là không có tốt. Thành ra người Mỹ phải giúp cái người nghèo ở trong Việt Nam, không có giúp chính phủ Sài Gòn. Nhưng mà cái cấp của cái nhìn đó là của người Pháp. Thành ra tôi hy vọng nếu người Mỹ đọc chương 1, chương 2, họ sẽ thấy họ bị lừa. Họ sẽ thấy, họ sẽ biết và cái phong trào phản chiến là một chuyện nói láo, không có sự thật. Thưa quý vị, đến cái phần tiếp theo nữa đó, thì ông Stephen Young, ông sẽ nói về vì sao Việt Nam Cộng Hòa thua. Và thưa quý vị, đây, mời quý vị. Một số lời của Tom Tom Nixon, lúc ông gặp ông nói chuyện với Kissinger, tháng Chạp, năm 72, trong lời tôi để trong sách, ngày 14, như những ngày 14, thì lúc đó Kissinger đã cam kết về lấy đầu thọ. Chưa xong, nhưng mà đại khái là khi kịp định Paris là đã quyết định rồi. Cái điểm chính là Hà Nội được phép giữ lại quân đội 13 sư đoàn
sứ đoàn của Hà Nội, của Bác Việt ở trong miền Nam, thì Việt Cộng, Mặt trận Giải phóng không còn nữa. Thanh niên, ít người biết cái này. Thanh niên năm 73, tôi cũng thấy trong sách. Thì cố vợ lúc đó là chỉ có DAO, chưa có cái tổ chức của MACV nữa, thì có cái Defense Attaché's Office. Trong đó, cái người nghiên cứu về cái lực lượng bên kia, thì ông nói là tháng Giêng năm 73, thì Việt Cộng Mặt trận riêng chỉ có 25.000 người lính. Lúc đó, miền Nam Việt Nam có 1 triệu người trong quân đội, cảnh sát 200.000 người, nhân dân tự vệ là 1 triệu người. Ngoài đó thì có 500.000 cũng là nhân dân tự vệ. Nếu Việt Cộng là 25.000 người thì lo gì? Nhưng mà Hà Nội, 12 sư đoàn để lại trong miền Nam ấy, thì cái ngày 14 tháng Chạp, y như ông Nixon mới bắt đầu hiểu, mới bắt đầu ý thức Kissinger đã làm cái gì. And ông Nixon nói rằng, tôi sẽ đọc bằng tiếng Việt một người bạn tôi dịch. Nixon nhận xét rằng Hà Nội chỉ sử dụng các cuộc đàm phán này cho mục đích không phải để tranh nhau chiến tranh, mà là tiếp tục cuộc chiến dưới một hình thức khác. Kissinger trả lời: vì vậy chúng tôi đã miễn cưỡng để đến kết luận rằng ngài đã trình bày điều đó rất rõ ràng bây giờ, thưa ngài Tổng thống, rằng đây không phải là một văn kiện hòa bình. Cái này là khi Kissinger nói về cái hiệp định Paris, cái cấm của ông, không phải là một văn kiện hòa bình. Đây là một văn kiện cho chiến tranh tiếp tục mà họ tạo ra Nixon. Chiến tranh không ngừng ở Nam Việt Nam. Kissinger khẳng định đúng thế. Nixon nói tiếp, ở hòa bình ở Bắc Việt Nam. Nói cho đúng vậy, nói cho đúng là vậy. Kissinger đúng vậy. Nixon sau đó gọi là hòa bình ở Bắc Việt Nam và chiến tranh tiếp tục ở Nam Việt Nam với Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ hợp tác với họ trong việc áp đặt một chính phủ cộng sản lên người dân miền Nam Việt Nam trái với ý muốn của mình. Nixon sau đó suy nghĩ, chúng ta là đảng mong muốn hòa bình ở Việt Nam cho cả hai bên, và hãy để tương lai của đất nước nghèo khổ, đau khổ này được quyết định bởi người dân miền Nam Việt Nam chứ không phải trên chiến trường. Đó là suốt của chúng ta. Chúng ta kêu gọi miền Nam và chúng tôi kêu gọi miền Bắc đồng ý với điều này. Kêu gọi cả hai đồng ý. Và Nixon mới bắt đầu hiểu Kissinger làm cái gì. Không phải là đưa đến hòa bình. Nhưng mà lúc đó vì lý do thì quyền thế lực chính trị ở đây của phong trào phản chiến á, Nixon phải đi theo cái đề nghị của Kissinger. Và thưa quý vị, là tiếp theo á, là một cái tài liệu rất là quan trọng của ông Giang, ông sẽ trình bày tiếp. Có lẽ cái tài liệu này là cái tài liệu quan trọng nhất mà tôi đã khám phá. Đây là một cái bài viết lại một cái cuộc nói chuyện ở giữa Henry Kissinger và một người Pháp, ông Jean Saint-Denis, cái ngày 25 tháng 5, 1971. Đây là White House Stationery. Memorandum of Secret, Top Secret, Memorandum of Conversation. Participants: Dr. Henry A. Kissinger, Mr. and Mrs. Jean-Paul Saint-Denis, Brigadier General Haig, Dick Smizer, Win Lord. Place: Dr. Kissinger's office. Time: luncheon, May 25, 1971. Following are the highlights of Mr. Saint-Denis' observation. Vietnam. Mr. Saint-Denis said that Hanoi does not fully believe that the Americans will leave Vietnam. If they were assured of that, and of a
certain number of seats for the NLF in the assembly, they would come to terms on POWs, ceasefire, Vinh Aki, and the separation of the two Vietnams for a number of years. Tức là thanh niên trước 6 tháng, ông Kissinger gợi ý cho người Nga là khi có một cái hiệp định, Hà Nội thi hành 2 năm, sau đó muốn làm thì cứ làm. Thì người Nga nói lại cho Thủ tướng Phan Văn Đồng, bây giờ Hà Nội lựa chọn ông Santini, đề cập Kissinger, nói là Hà Nội là đồng ý. Bây giờ có cái cam kết giữa Kissinger và Hà Nội mà ông Nixon không biết. Thành ra nếu Kissinger nói cho Nga, Hà Nội và Trung Quốc sau 2 năm muốn làm thì cứ làm, thì cái đó hợp với cái thỏa thuận giữa Hà Nội và Kissinger. Mà quý vị thấy cái hiệp định Geneva, cái hiệp định Paris lần này nào 27 tháng Giêng 23 khi chiến dịch lấy Việt Nam bắt đầu tháng nào, khi sự tấn công Phước Long ở tháng nào, quý tháng Giêng năm 75 đúng 2 năm. Thành ra tối 10 phút ông Lê Duẩn á, ông nhớ được cái lời hứa. Ông hứa với Kissinger 2 năm, ông để cho miền Nam sống 2 năm. Mà lúc mà Hà Nội đánh bão thì cái sự viện trợ của Nga và Trung Quốc là bao nhiêu? Quý vị cứ đọc cái sách của Văn Thiên Nhũng á, cũng như là bên Hà Nội họ có thiết giáp, họ có xe cam nhau, họ có armored NPCs, không là miền Nam. Tại vì Nga và Trung Quốc tiếp tế, yểm trợ, mà người Mỹ không có cản. Thành ra khi có lẽ cái việc mà phản bội nặng nhất của Kissinger, chứ không phải là để quân miền Bắc cho miền Nam, nhưng mà đã nói cho Cộng sản là mai mốt các anh muốn làm thì cứ làm. Thưa quý vị, là sau khi cái trình bày cái nội dung như vậy rồi á, thì ông Stephen Chang ông nói là lỗi á, ông nhận mình lỗi là chỉ có một mình ông Kissinger mà thôi, chứ còn các cái vị tổng thống là hầu như là không biết về cái những cái việc của ông Kissinger làm. Thưa quý vị, nếu mình trở về Việt Nam, nhiều người Mỹ đã chất lượng thế nào, thì nước mình, thì xã hội mình, thì văn hóa mình đi trái đường, mình chịu trách nhiệm. Như vậy họ thắc mắc rất nhiều, không muốn nghĩ đến, họ muốn coi như là bỏ quên những cái gì liên hệ đến Việt Nam. Thưa quý vị thấy, chỉ có một số người cũng như là người cựu chiến sĩ Mỹ gần bởi gia đình thế thôi, ngoài đó người Mỹ không có muốn nhắc đến Việt Nam tại vì đau khổ. Và nếu người ta nói về Việt Nam là người đó thường thường là theo phong trào phản chiến, tại vì đối với phản chiến họ thắng. Không biết quý vị có nghe năm 65, 66, 67, 68 khi những cái cuộc biểu tình của phong trào phản chiến, có mấy người thanh niên thì họ nói là Ho Chi Minh, NLF is going to win. And là lúc 75 đến tháng 4 thì cái người phản chiến là sung sướng lắm, vui mừng lắm, phe của mình thắng à. Thành ra mình đứng cái phía trái, mình có chính nghĩa. Những người Mỹ mà muốn giúp miền Nam không có chính nghĩa. Thành ra sau đó những người Mỹ là hoang mang, không muốn nói chuyện. Mà tôi có thể đoán là như quý vị ở đây sau bao nhiêu năm á, những cái cuộc gặp gỡ bạn bè người Mỹ, quý vị sẽ cảm thấy họ không có muốn hỏi nhiều, có phải không? Không muốn biết ông là đại tá, ông là trong tầng nào, anh là thiết giáp cái này cái kia. Ôi né, họ vui vẻ, tốt, nhưng mà hơi né. Họ người Mỹ nói chung
nghĩ đến Việt Nam thì họ nói cái gì? Bánh mì thịt, phở. Bún chả ở Minnesota, bún chả không có, bún bò ấy không có. Không, chỉ là phở thôi, phở và bánh mì thịt. Anh ra, bà con tôi bình phở thì cũng ăn phiền một chút đó. Nhiều người Mỹ họ thích cái đồ ăn Việt Nam, nhưng mà đối với tôi là chỉ có hai cái món đó. Thế thôi, bánh mì thịt và phở, phở là ok. Nhưng mà có bao nhiêu món nữa? Rồi, nem cuốn này, gói cuốn này, bánh, nhiều cái bánh khẳng này, thì nhiều cái, người Mỹ là. Nhưng mà cho quý vị để trả lời cái câu hỏi này là rất là quan trọng. Là người Mỹ nói chung không có nghĩ đến Việt Nam. Thành ra một lý do riêng của tôi để viết một cuốn sách như thế này là cũng để từ đưa dẫn tôi phía bên tôi học những cái bài học mới về Việt Nam để họ thấy khi thua trận không phải là lỗi của họ, không phải là lỗi của ông Eisenhower, ông Kennedy, ông Johnson, ông Nixon, ông Westmoreland, không phải là lỗi của mấy người đó, nhưng là lỗi của một người. Một người thôi, là Henry Kissinger. Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày của ông Stephen Young, tác giả của cuốn sách. Và sau đây là một số câu hỏi. Chúng tôi xin nhắc lại là chỉ có một số câu hỏi thôi, rất nhiều câu hỏi. Nhưng vì thời gian có hạn, do vậy là chúng tôi chỉ có để cái phần trình bày này chỉ có một số câu hỏi thôi. Cô Mỹ Linh. Câu hỏi thứ nhất là tôi ở Mỹ đã lâu và đi làm chung với người Mỹ rất nhiều. Tôi nhận xét là đa số người Mỹ hay phản bội bạn bè, sẵn sàng trả thù và đông sau lưng bạn bè, đúng không? Ngay cả những người đã giúp họ đặt tính phản bội bạn bè vì đồng tiền và quyền lợi, có phải là văn hóa Mỹ hay không? No way. Tôi thấy là không. Anh ơi, tôi vẫn muốn hỏi người đó là thật sự quý vị biết rồi, người Mỹ là không phải là một dân tộc. Người Mỹ là một số người quốc dân. Anh nói có người Mỹ gốc Âu Châu, gốc Á Châu, Trung Đông, Nam Mỹ, nó kia. Anh nói mình nói người Mỹ bây giờ là mình họ có cái tục gia đình thế nào, họ theo đạo nào. Với lại mình có đủ thứ đạo, có đạo Công Giáo, có đạo Thiên Chúa Giáo, có đạo Phật, có nhiều đạo hồi hồi á. Anh nói tôi sợ là mấy người Mỹ mà anh chị biết bội như vậy và họ đã có những cái thắc mắc, những cái mặc cảm riêng cá nhân của họ. Đúng. Vì lý do nào mình không biết, nhưng mà tôi thấy đời tôi mà nhất là người Mỹ, thí dụ quý vị, nhiều quý vị ở đây là vì lớn tuổi, chắc hồi đó ở Việt Nam trước 75 ta gặp một số người Mỹ hoặc là lên hoặc là người khác, mà tôi xin đoán là mấy người Mỹ đó thấy là dễ chịu. Mặc dù không biết tiếng Việt, mặc dù có thể vùng về, nhưng mà quý vị sẽ thấy họ là người mà muốn giúp. Bởi vì tôi thấy khi tinh thần người Mỹ đi về cũng như là anh Huệ nói là ông Abraham, khi tinh thần của Abraham Lincoln, mà những người Mỹ da trắng đi chịu hy sinh 360,000 thanh niên để làm chi? Để thả tự do cho người Mỹ đang. Rồi trước đó nữa, khi thời cách mạng của Mỹ, Revolution, có những người như là George Washington, Benjamin Franklin, họ có cái thái độ, mình phải lo cho tất cả mọi người. All men, men and women, are created equal. Right. And đối với tôi, đó là cái ý tưởng, lý tưởng của người Mỹ. Thank you. Quá hay. The book exposed the true face of Henry Kissinger. Is there a possibility or even a danger of the book being seen as anti-Semitic? More importantly, can this book be used as a tool pitching the Jewish people against the Vietnamese people? Cái câu đó rất là đúng.
ai lo cái đó. Mà tôi lo cái đó từ bao nhiêu lâu. Thành ra tôi, lúc tôi viết, tôi phải rất là cẩn thận, xài chữ nào, nhìn nào. Bởi vì những người mà muốn bên vào Kissinger, muốn nói là ông Young không có uy tín, ông Young có ý xấu, đừng có tin ông Young, đừng có mua sách. Là những người thế là họ nói là họ khai thác cái anti-Semitism. Họ nói là người Mỹ mà chỉ trích một người Do Thái thì có lẽ họ có cái thành kiến, cái thị Do Thái. Nên là tôi đề phòng trước bằng cách. Mà thưa quý vị, cho đến bây giờ tôi chưa thấy người ta nói như vậy về tôi. Họ chưa nói. Khi phương pháp mà tôi dùng là để cái tài liệu nói, chứ không phải là ông Steve Young nói. Anh nói tôi, vì đó tôi mất mấy năm để tìm những cái tài liệu bằng chứng. Tôi chỉ đưa cái đó để cho vào sách. Thế là đây là lời của Kissinger, đây là lời của Nixon, đây là báo cáo của Đại sứ Dobrynin. Lúc Kissinger gặp Thủ tướng Tạo Châu Ân Lai, thì Kissinger nói cái này. Đây là khi chưa viết tay bằng Kissinger trong cái briefing paper, chứ không phải là Steve Young nói. Tôi chỉ là cái người mà đi tìm ra, tôi đưa ra cho quý vị đọc. Quý vị cứ suy nghĩ theo quý vị muốn làm. Mà tôi vẫn hơi lo ngại là một cách dễ nói là ông Young là người không có ý tốt. Và cái vụ mà anti-Semitism, nên hỏi như vậy là rất đúng, rất nhân sách. Sau nhiều cái câu hỏi thì có một cái câu hỏi là nói rằng là ông Kissinger năm nay là hơn 100 tuổi rồi. Cách đây mấy tháng là ông đã là sinh nhật lần thứ 100. Và với rất là nhiều cái mà gọi là sai phạm của ông đó, và thậm chí là các nước khác nói là tội lỗi về vấn đề tội ác chiến tranh, diệt chủng nữa. Nhưng như vậy thì người ta đặt câu hỏi là có đưa ông Kissinger ra tòa được không? Thì thưa quý vị hãy nghe giáo sư Stephen Young trả lời như thế này. Tiếp là sau khi nghe giáo sư Stephen Young nói lên các sự phản bội của Kissinger qua mặt chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết cuộc chiến Việt Nam qua cách của Kissinger, ông ta vẫn còn sống. Chúng ta có thể đưa ông ta ra pháp lý chịu trách nhiệm về những hành động của ông ta hay không? Tôi thích không. Vì cái chuyện này xảy ra 50 năm rồi, 51 năm rồi. Vậy lúc đó nếu mình biết mình không, ông không có phạm luật. Cái chuyện của ông Kissinger là cái chuyện đạo đức, cái chuyện lương tâm, cái chuyện làm trái phải, chứ không phải là phạm luật. Nhưng mà tôi đã cũng nói là nếu ông Kissinger là một người có danh dự, một người đàng hoàng đó, mà ông không đồng ý với cái chính sách của ông Nixon để Vietnamization, để thắng luôn, ông có bốn phận gặp Tổng thống, nói là thưa Tổng thống, tôi không đồng ý với Tổng thống, cái đề nghị của tôi là mình phải bỏ rơi miền Nam. Nếu Tổng thống không đồng ý, tôi xin từ chức và tôi sẽ đi ra, tôi sẽ tham gia cái phong trào phản chiến. Một người quân tử, một người đứng đắn phải làm như vậy. Không phải là hào hạ ông Nixon, nhưng mà sao lướng ông Nixon đánh vào lòng. Thưa quý vị, đó là phần mà chúng tôi xin trình bày về liên quan tới cuốn sách này ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.